Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em là Liễu ở Cao Bằng. Hôm nay là phiên bán lan ngày 17 tháng 3 năm 2022. Em đang bán một ít hàng, mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho em theo số điện thoại 0989037668. Số điện thoại này em để kết nối Zalo luôn nhé. Các bác muốn xem chi tiết hơn về đơn hàng của mình hoặc là trong quá trình đồng kiểm hàng có vấn đề gì thì quay video lại báo với em qua Zalo nhé. Em sẽ gửi hàng qua bưu điện cho các bác. Đây là một dề đùi gà đã ghép lâu rồi. Đây, dễ nó ra chi chít như này nha các bác. Nó đang bắt đầu cho nụ rồi. Đây ạ. Đây ạ. Dề đùi gà tròn này em bán với giá là 120.000 nhá. Đây, nó đang cho nụ này. Về là được ngắm hoa luôn nhá các bác. Tiếp theo đây là chậu kiếm lô hội đột biến. Em lấy ở Tam Kim Nguyên Bình nha các bác. Lô hội đột biến của Cao Bằng. Nó đang cho nụ rồi nhé các bác. Đây một nụ chuẩn bị ra hoa này. Ở đây một nụ nữa nhé. Đây, hai nụ này. Nó gồm có 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu. Nhưng mà hình như là cái đầu này nó không có vấn đề gì đâu nhá. Cây đang phát triển bình thường. Có 1, 2 lá sẽ bị côn trùng chích một tí nhá. Tại vì nhà em con nhỏ không phun được thuốc ấy. Đây. Chậu này em chỉ bán 600.000 thôi nhá. Cho bác nào lấy đi chơi hoa cho vui. Lô hội đột biến nhá. Em sẽ nhổ chậu nhé các bác, bởi vì là chỗ em đang dịch nên là không bán được hàng ấy, họ không có thùng xốp bán đâu. Nên là em nhổ để em gói vào trong cái ống nhựa đi nhá. Đây là chậu tuyết ngọc, cũng láng hết nhá. Em bán 500.000, chậu này gồm có 3 thân với lại một măng đang tách lá thế này. 500.000, em sẽ nhổ nhá, bác nào lấy. Tại vì bây giờ là mùa xuân ấy, thì các bác lấy đi thì nó cũng ra rễ nhanh lắm. Đây là một cái dề cẩm cù trái tim. Đây. Một dề cẩm cù trái tim. Như thế này nhá các bác. Rồi em bán 150.000 nhá. Tiếp theo là bạch vân kiếm. Các bác muốn xem mặt hoa thì kéo lại đánh chữ bạch vân nhé. Lúc trước là những cái mặt hoa nở vườn em thì em có quay lên hết rồi. Tại vì bây giờ một tay em quay em không mang cái cây gậy về nên là không dơ cái mặt hoa ra được. Cái này là bạch vân. Chậu này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6... tầm 6 đầu. 400.000 một tép. 4624. Bác nào lấy cả chậu thì 2.200.000 nhá. Cây láng. Cái chậu tam kim thì em bảo hành đột biến nhá. Cái nụ nó ra là va rồi. Đang ra sạch bong rồi. Tiếp theo em sẽ bán một ít hàng ngâm rượu, mong các bác mua ủng hộ cho em. Đầu tiên là em bán miến rong nhé các bác. Miến rong đặc sản của nhà em, đặc sản Cao Bằng chỗ em ấy ạ. Miến không tẩy nhé các bác. Em bật flash lên thì nhìn nó hơi sáng nhưng thực ra nó là có màu nâu nhá. Miến không tẩy, không hóa chất, được làm 100% từ tinh bột rong nguyên chất nên là nó sẽ dai nhé. Các bác lấy đi thì ngâm vào nước ấm đi, độ 30 phút mới nấu nhé. Ăn nó sẽ không bị bở, bị nát như là miến độn bột gạo đâu ạ. Thì một cân như thế này gồm có 10 lạng hoặc là 9 lạng. Tùy tay nghề quấn của mỗi người thì là gói lại thì thành một cân như thế này.
Thì mỗi lạng thì các bác, mỗi con như thế này các bác lấy ra nấu thì sẽ được một tô to nhá. Thì tính ra là cân 100.000 thì là mỗi tô ăn sáng. Để các bác sợ tăng cân hoặc là các bác bị bệnh tiểu đường ấy, ăn nó rất là tốt. Hoặc là các sư thầy ở trong chùa hay mua ủng hộ em ấy. Thì tính ra là mỗi bữa thì có 10.000 thôi. Thì ăn nó lại tốt cho sức khỏe ấy. Nó nhiều chất xơ. Bác nào lấy đơn miến từ 10 cân trở lên em sẽ bao ship nhá. Tiếp theo là quả mắc mật đặc sản Cao Bằng. Thơm dẻo như mứt nhá các bác. Đã khô rồi các bác lấy đi, có thể là kho thịt, kho cá hoặc là nấu làm nước dùng của phở bún hoặc là quay lợn, quay vịt, xào thịt, thích cái gì cho vào cũng được, nó rất là thơm và ngọt nhá. Rất thơm. Quả sim khô các bác lấy đi ngâm rượu ạ. Cái này quả sim chín ở trên cây lấy về phơi nhá. Rất là thơm ạ. Bác lấy đi ngâm nó sẽ ra màu vàng vàng. Nếu mà rượu nóng độ cồn cao thì nó sẽ ra màu hồng hồng, hồng nhạt, giống như là rượu vang ấy. Uống rất là ngọt và thơm mùi sim nhá. Em bán cân 100.000 thì là các bác uống hết cốt 1 có thể uống cốt 2, cốt 3 nhá. Không cần phải đổ đi ngay đâu, nó rất là phí ạ. 100.000 một cân sim khô này. Táo mèo. Đây, táo mèo. Các bác lấy đi ngâm rượu thì mua ủng hộ em nhá. 70.000 một cân. Tiếp theo là củ tắc kè rá hay còn gọi là cốt toái bổ. To nhỏ tùy chỗ nó mọc nhé các bác. Chỗ nào nó bám được trên nhiều đất hơn thì nó to. Chỗ nào nhiều đá thì nó bé. Em bán 55.000 một cân cốt toái bổ dẹt như thế này. 60.000 một cân cốt toái bổ tròn như thế này nhá. Đây, các bác nhìn này, giống con tắc kè này. Từ cái vỏ nó đến cấu tạo. Tiếp theo là em bán củ bình vôi nhá các bác. Củ bình vôi các bác có thể lấy đi trồng làm tiểu cảnh. Khi mà cái lá nó mọc lên cái cuống ở đây ấy, thì là các bác có thể uốn nó theo hình trái tim hoặc là hình quả cầu, vân vân, để vừa chơi lá vừa chơi củ ấy. Củ to thì em bán 100.000, củ vừa vừa nhỡ nhỡ thì là 150 hai củ nhá. Đây. Em đặt ướm vào như này để cho các bác dễ hình dung. Lấy đi chơi tiểu cảnh hoặc là đặt để trang trí ở phòng làm việc ấy các bác chỉ cần đặt nó xuống bột đá hoặc là giá thể ấy, chạm cái rễ nó chỉ cần một chút xuống thôi nó sẽ mọc lên được. Những củ to thì giá nó cũng khác và những củ hơi bé hơn thì giá nó cũng mềm hơn nhé. Các bác có thể kết nối Zalo em sẽ chụp cho xem cụ thể. Như quả này thì nó mọc ở đá ấy, các bác, thì là lúc bẻ lấy ấy, nó bị xước ở cái chỗ nó bị chèn ở cái chỗ đá. Em bôi vôi và em sợ trong vận chuyển đi nó hư ấy. Đây, những củ nó bé hơn. Nói chung là nó muôn hình vạn trạng, nó các kiểu hết này. Đây, có củ thì gần 15 cân cơ. Đây, cái lá nó như này nhé các bác. Các bác chỉ cần đặt đặt vào một tí giá thể thôi là nó mọc lên như này này. Cái củ này lấy đi làm thuốc cũng rất là tốt nhá. Các bác có thể search trên mạng những cái loại dược liệu em bán ngâm rượu ấy, thì họ hướng dẫn rất là chi tiết và khoa học thì nó khách quan hơn. Bởi vì em bán thì nhiều khi em hướng dẫn nó lại không được khách quan. Nếu mà các bác mua đầu bao hoặc là đầu tạ cốt toái bổ thì là em sẽ cho giá xỉ nhé. Đây em sẵn hàng như thế này ạ. Cái này thì vừa lấy về này. Đây, vừa lấy về đang chuẩn bị bóc cho khách ngoài thành phố.
Cái này sâm đất. Sâm đất là các bác lấy đi ngâm rượu 140.000 một cân nha các bác. Cái này em lựa củ to đẹp cho khách hết rồi. Bác nào lấy thì em sẽ đi lên núi hái cho tiếp nhá. Cái này chắc để ninh cho con em ăn. Còn nó những cái củ bé bé thôi, bé bé con thôi. 140.000 một cân tươi. Em xin kết thúc video ở đây ạ. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của em và mua hàng ủng hộ em nhé. Cô chú anh chị các bạn nào xem thì làm ơn cho em xin một like, một chia sẻ video về trang cá nhân để nó đẩy video em bán hàng lên với. Bởi vì em nghỉ bán hàng lâu ấy thì là cái kênh của em không có người xem ấy. Chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an qua mùa dịch nhé. Chào cô chú anh chị và các bạn ạ.